Vâng, và chào tất cả các bác nhé. Nay thì hàng về được mấy món thôi, nhưng mà toàn hàng VIP không nhau có. Đây là con Revox B780 đẹp thiếu xốp nhau, còn cái cả catalog phía dưới này. B780. Em này thì cực kỳ nổi tiếng rồi các bác. Sexy là 7 màu luôn nha, mới ke nha các bác. Bác nào mà nhanh tay, vừa rồi em có về một con vừa lên sóng là một bác ở Hà Nội đã chốt liền, hoặc là Bắc Hà. Thì con này là con B780 tiếp theo, còn cả catalog luôn nha. Mới tân nha các bác. B780 Revox. Và đây là con này thì giá là 25 triệu 25 triệu 800 nha các bác, 25 triệu 800. Con này con ADC này các bác, ADC Tích Trơn. Con này chưa biết giá. Chắc trên là trên 7 triệu các bác, vừa có đèn cần đèn nước luôn nha. Và một cặp loa 4312 MK2 nguyên thùng xốp nha các bác. Con này hàng đấu mạng về. 4312 MK2 nha, nguyên thùng xốp nha, hàng sưu tầm nha các bác. Là hàng mạng về, còn cái 4312 MK2 nguyên thùng xốp nha. Hàng sưu tầm 30 triệu 500 ngàn nha các bác, 30 triệu 500 nha. Thùng xốp có biết rồi. 30 triệu 500. Còn Revox B780 là 25 triệu 8. Còn ADC The Thi Trình. Con là điều đèn cần đèn nước nha. Con này giá 8 triệu 500 nha các bác, 8 triệu 500. Mới long lanh nha các bác. Mà là con G9000DB, gọi là con thứ hai và cũng là con cuối cùng mà em đã báo với các bác nha. Cũng rất là lâu rồi thì nó mới về. Là con đầu tiên là lên đường rồi các bác. Con này con thứ hai nha. Đều là núm béo ấy nha các bác, núm béo núm dày hết nha. Hàng sưu tầm nha các bác. Vẫn giá như con kia nha các bác. Đây các bác thấy đồ đẹp nha. G9000DB dục thuộc phần hàng hiếm rồi các bác. Và tìm được những con đấm béo như thế này các bác, mình chơi nè. Nấm gầy nó rỉ hơn nha, nấm gầy thì nó rỉ hơn con này vài triệu quá, nấm gầy thì trưng bày nó không có đẹp. Đâu thấy này, phê chưa? Rồi 9000 DB nha, long lanh cành đào nha các bác. Con kia chắc ngày nay ngày mai bác sẽ nhận, bác kia sẽ nhận được. Đấy, thay đồ sắc nét chưa? Hai con này hàng hàng đấu giá bay hết nha các bác. Tìm đấu giá được hai con. Thì thông báo cách rất là lâu rồi, em đi về đủ quá. Là con thứ hai, là con cuối cùng trong cái đơn hàng hai con em đấu bay về, rất là mới nha các bác, cực mới nha. Nhìn thấy những cái nấm béo là mê rồi, hàng sưu tầm nha các bác, mới long lanh cành đào. Rồi thì sáng nay về được những cái siêu phẩm như thế thôi, một cặp loa 412 MK2 nguyên thùng xốp, và đây là những cặp loa B3 bán nhân giá 8 triệu nha các bác.